Sadiko, và công ty Phương Nam cũng có để lại các clip của các báo cáo viên ở trên trang YouTube Sadiko. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi chuyên đề ngày hôm nay các thầy cô ha. Dạ, các thầy cô thấy màn hình có rõ không ạ? Dạ, thưa các thầy cô, tiếp nối cái chuyên đề của chúng ta từ tuần trước, đó là Culture, Teaching English Through Culture. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần thứ hai, bên cạnh cái việc chúng ta đã trao đổi với nhau về các lý thuyết mà chúng ta sử dụng trong việc dạy, thì hôm nay chúng ta sẽ đưa đến một số cái tip để các thầy cô ứng dụng trong việc dạy một cách dễ dàng hơn. Và chúng ta cũng có thể so sánh và đối chiếu với một số trang bài trên PowerPoint cũng như là lesson plan framework mà công ty Sedico đã up trên trang web để các thầy cô có thể download về và chúng ta sử dụng một cách dễ dàng nhất, tiện nhất ạ. Chúng ta cũng khẳng định lại với nhau là chúng ta không phải dạy về văn hóa, mà là chúng ta teaching English through culture. Chúng ta sử dụng văn hóa như là một phương tiện để tạo nên một không khí vui vẻ và có những đề tài mới hơn cho các em, cung cấp cho các em một số cái chủ đề để các em có thể ứng dụng trong việc dùng tiếng Anh. Và khi các bé có được tiếp xúc với những người bạn nước ngoài, các bé cũng sẽ có cơ hội để sử dụng, để chia sẻ với các bạn về những cái chủ đề mà chúng ta có những điểm chung và có những điểm khác biệt để chúng ta trao đổi với các bạn, tạo sự hứng thú hơn. Part 2 này chúng ta sẽ nhấn mạnh về tips to teach culture. Ở đây là cái tip của Miss Joe. Và xin chia sẻ với các thầy cô, chúng ta có culture và we have 3 tips only. Culture is beginning with letter C. Như các thầy cô cũng thấy, chữ culture của chúng ta cũng bắt đầu bằng chữ cái C. Vì vậy, chúng ta có những cái tip như thế này. What we are going to use in teaching culture. First of all, we use clip. Second, we use communication. And the last one, we use crafts. It means art and craft. Ở đây, tip của chúng ta đều bắt đầu bằng 3 chữ C để giới thiệu về culture. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng các đoạn clip. Ở đây các đoạn clip là gì? Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng việc communication, là trao đổi giữa học sinh với nhau, giữa học sinh và giáo viên, để chúng ta tìm ra những điều thú vị trong văn hóa. Cái thứ ba là craft. Sau mỗi tiết học thì chúng ta sẽ có một sản phẩm thủ công để các bé có thể mang về. Thứ nhất là clip. Tại sao? Thưa các thầy cô, là mục đích của chúng ta là cung cấp cho các bé những cái tài liệu mà của người bản xứ để các bé có thể sử dụng được tiếng Anh, sử dụng được ngôn ngữ đó một cách tự nhiên nhất. Thì như vậy chúng ta sẽ cho, nếu như các bé chỉ học trên sách vở thôi thì cái ngôn ngữ đó không phải là ngôn ngữ sống. Chính vì vậy khi chúng ta sử dụng được những hình ảnh, những đoạn clip mà từ trong thực tế thì các bé sẽ cảm thấy được rằng là cái những ngôn ngữ của mình đó là ngôn ngữ sống động, những ngôn ngữ hàng ngày. Chúng ta không cần phải cho các bé xem những cái gì quá phức tạp. Có thể là những việc rất là đơn giản, những hình ảnh tại một cái quán cà phê, những hình ảnh các bé tại trường, để học sinh của mình sẽ phát hiện ra được rằng là các bạn ở nước ngoài, các bạn cũng sẽ có những hoạt động thông thường giống như mình. Và các bé khám phá ra được rằng cái ngôn ngữ trong hiện tại, cái ngôn ngữ hàng ngày của các bé nó thật sự là những ngôn ngữ sống. Vậy thì cái nguồn mà chúng ta lấy đó là từ đâu? Thưa các thầy cô, thứ nhất chúng ta có thể search những hình ảnh từ Google. Thay vì chúng ta dạy cho các bé những cái hình ảnh, những cái mà từ trên, chỉ bên cạnh cái việc sử dụng flashcard, chúng ta có thể cắt những cái hình ảnh này từ trên Google. Có thể là những dòng chữ đó xuất hiện trên những cái trang quảng cáo, những cái tờ bướm quảng cáo của mà một đất nước mà các bé chuẩn bị học, để các bé phát hiện ra rằng là ở đó người ta sử dụng ngôn ngữ như thế nào. Chính vì điều này, những ngôn ngữ xuất hiện trong đời sống sẽ giúp cho các bé cảm thấy là dễ hiểu hơn rất là nhiều, và các bé cảm thấy là thân thuộc, quen thuộc hơn.
Dạ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng các đoạn clip từ đâu ạ? Dạ thưa các thầy cô, các đoạn clip của chúng ta có thể cắt ra từ trên YouTube. Vì đây là một cái nguồn mà những cái đoạn clip nó rất là sống động. Chúng ta có thể đưa cho các bé những cái hình ảnh, thay vì chúng ta phải nói thật là nhiều, giải thích thật là nhiều, thì những hình ảnh này sẽ có một tiếng nói mà những đoạn clip của chúng ta không mất quá nhiều thời gian, đúng không các thầy cô? Chính vì vậy mà các bé sẽ xem, các bé sẽ nhớ rất là dễ dàng và khắc sâu. Điều thứ hai nữa là chúng ta bên cạnh những đoạn clip về phim ảnh, về những cái đời sống hàng ngày của con người, thì chúng ta có thể dùng sử dụng các đoạn clip về những bài hát. Mà những bài hát này là những bài hát mà các bé sẽ nhớ rất là dễ nếu chúng ta chọn lựa những bài hát mang tính thiếu nhi, những bài hát thiếu nhi, để cho các bé thấy được rằng là các bé có một sự gắn kết và các bé sẽ nghe được giai điệu, nhớ được giai điệu. Qua đó thì các bé sẽ hiểu hơn về cái cách người ta sử dụng ngôn ngữ. Chữ C thứ hai mình có nói với các thầy cô đó là communication, đó là sự giao tiếp. Vậy ở đây mọi người sẽ giao tiếp với nhau để trao đổi về vấn đề gì? Đó là để các bé cùng với trao đổi với thầy cô và bạn bè để phát hiện ra rằng cái văn hóa của nước mình và văn hóa của nước bạn có điểm gì giống nhau và khác nhau. Các bé tìm ra được những điểm khác nhau để các bé thấy được rằng văn hóa có những cái nét đẹp riêng. Mỗi vùng, mỗi miền và mỗi dân tộc, mỗi đất nước sẽ có những cái nét đẹp văn hóa riêng. Bên cạnh đó, mặc dù địa lý của chúng ta cách nhau rất là xa, nhưng mà chúng ta cũng có những điểm chung về văn hóa. Chính vì vậy, mình sẽ thấy là những cái điểm này nó thật sự thú vị. Ví dụ, chỉ là cái cách mà chúng ta chào hỏi nhau thôi thì cũng đã có sự khác biệt rồi, đúng không thầy cô? Nếu như là người Mỹ gặp nhau bắt tay, người Nhật sẽ gặp và cúi đầu chào, thông thường là đến 90 độ các thầy cô ha. Và các bạn người Pháp gặp nhau thì lại thường hay hôn phớt trên má, không phải chỉ một lần đâu mà cứ những tới 4 lần luôn ạ. Và bây giờ mình sẽ mời các thầy cô chúng ta cùng xem một đoạn clip để chúng ta phát hiện ra rằng mọi người ở trên thế giới này khi gặp nhau chào có giống nhau không ha. Mời các thầy cô. Như vậy các thầy cô, khi mà chúng ta trao đổi với nhau với các học trò của mình thì chúng ta cũng sẽ giúp cho các bé để tìm ra được những cái điểm khác biệt trong văn hóa. Qua đó chúng ta sẽ có những bài dạy cho các bé để các bé cảm thấy thú vị hơn trong việc học và khám phá văn hóa của các nước. Nhưng bởi vì chúng ta là giáo viên ngôn ngữ và mục đích cuối cùng là chúng ta dạy
tiếng Anh. Vậy nếu như mà trong trường hợp rằng khi chúng ta đưa một cái văn hóa vào và các bé không tìm thấy sự khác biệt thì có sao không ạ? Dạ, đó cũng không có gì, không phải có gì để mà đáng lo lắng cả. Chúng ta sẽ khẳng định với nhau một lần nữa là chúng ta dùng văn hóa như là một phương tiện để chúng ta dạy ngôn ngữ tiếng Anh. Chính vì vậy, nếu tìm ra được sự khác biệt thì quá tốt. Còn nếu không thì cái điểm mà giống nhau giữa các nước có địa lý cách xa nhau thì đó cũng là một điểm hoàn toàn rất là thú vị. Không có thầy cô? Dạ. Và có một điều nữa mình cũng xin gợi ý với thầy cô là để mà cho các bé có cơ hội giao tiếp, chúng ta cũng có thể đưa vào một người a live native speakers. Lý do là các thầy cô cũng biết những cái bài học mà sinh động nhất đó là những cái bài học thực tế. Chính vì vậy chúng ta thay vì cho các bé xem clip thì chúng ta đưa một người thật vào. Và việc này nếu đặc biệt là ở các trường mà các thầy cô có giờ giao tiếp, các thầy cô có thể nhờ các thầy giáo này có thể đứng lên để mà giới thiệu về đất nước của các thầy khi có những cái bài học liên quan. Thì đây là một trong những cách để mà chúng ta truyền tải, giúp các bé thấy được những người thực tế, những con người sống động để các bé có thể đặt câu hỏi. Chỉ có thể là sử dụng những cái câu đơn giản cũng được. What's your name? Where are you from? What color do you like? Chẳng hạn. Chính vì vậy thì các bé có một cơ hội thực tế để các bé trao đổi và người bản xứ cũng có thể giới thiệu đôi chút về đất nước của mình. Yeah. Bên cạnh đó, hay chúng ta cũng có thể chúng ta cũng có thể đưa một vài món ăn vào để các bé có thể nhìn trực tiếp, để chúng ta cùng nhau nhận xét món ăn và chúng ta phân tích để tìm ra được cái văn hóa và biết được rằng là món ăn này xuất phát từ đất nước nào. Ở đây các thầy cô cũng thấy rằng cái con đường mà đi đến trái tim đơn giản nhất đó là đi qua bao tử, đúng không các thầy cô? Chính vì vậy khi các thầy cô đưa một cái hình ảnh thực tế về một món ăn thì các bé khi được nhìn trực tiếp và các bé có thể nếm thử, ví dụ chúng ta có thể đưa sô-cô-la hoặc chúng ta cũng có thể đưa hình ảnh sushi, đưa món sushi vào để chúng ta giới thiệu về đất nước đó. Thì chính vì vậy các bé không chỉ được nhìn, không chỉ được nghe mà còn được nếm thử, các bé sẽ cảm thấy thú vị và có thể nhớ được lâu hơn. Yeah. Và cuối cùng, chữ C cuối cùng của chúng ta đó là crafts, art and craft. Chữ craft này thưa các thầy cô đó là cái thủ công. Vậy thì khi chúng ta đưa vào thì như vậy mỗi cuối bài culture các bé đều có một sản phẩm để các bé mang về. Như các thầy cô cũng biết ở đất nước Nhật Bản thì chúng ta nếu chúng ta dạy các bé được kỹ thuật xếp thành origami thì các bé có được một sản phẩm mang về. Hoặc là chúng ta cũng có thể cho các bé vẽ tranh để vẽ lá cờ hoặc là vẽ những cái biểu tượng và đặc trưng của một đất nước để các bé có thể mang về và các bé có thể lưu vào trong portfolio của mình. Thì như vậy cái bài học của mình sẽ giúp cho các bé nhớ kỹ và nhớ lâu hơn. Dạ, yeah, thưa các thầy cô, bây giờ là thời gian của chúng ta đây ạ, mini game. Các thầy cô có thể bắt đầu mở chat box để chúng ta chuẩn bị, chúng ta trả lời nha các thầy cô. Một lần nữa xin hướng dẫn các thầy cô là chúng ta có thể rê chuột vào phía bên dưới và chúng ta chọn vào chat box để chúng ta nhấn trả lời. Mini games của chúng ta ngày hôm nay với có câu hỏi là hôm nay màn hình của mình nó chạy hơi nhanh các thầy cô. Yeah, name a website where we can download PowerPoint file or lesson plan for family and friend national edition book 1. Dạ, kính mời các thầy cô chúng ta có thể rê chuột vào chat box và chúng ta trả lời. Chúng ta liệt kê một trang web mà qua ở trên đó các thầy cô có thể download được các giáo án PowerPoint cũng giống như là lesson plan firework mà của family and friend national edition book 1. Dạ, dạ. Mời các thầy cô chúng ta bắt đầu ạ. Sẽ có phần thưởng dành cho các thầy cô trả lời đúng nhé. Các thầy cô nhanh lên nào. Dạ, yeah, cô Trang Âu đã trả lời rồi ạ. Cô Trang Âu trả lời là phương nam edu.vn.
Dạ, chính xác rồi cô Trang Âu ạ. Cảm ơn cô Trang Âu rất là nhiều. Cô Trang Âu có thể ghi lại thông tin của mình cho các bạn ở công ty Phương Nam để các bạn công ty Sedico để các bạn có thể ghi chú lại và cô sẽ nhận được phần quà. Nhưng mà mình cũng xin nhắc lại với các thầy cô một điều nữa, thưa các thầy cô, là khi các thầy cô lên trang web Phương Nam thì để nhận được tài liệu chính thức thì các thầy cô sẽ thấy được ở cuối màn hình, các thầy cô có thấy không ạ? Phương Nam, edu.vn thì chính xác hơn. Cảm ơn Trang Âu nhé. Và cô Trang Âu có thể ghi lại thông tin địa chỉ mail để các bạn kỹ thuật viên của công ty Sedico sẽ liên lạc với cô Trang Âu nhé. Cảm ơn cô Trang Âu. Dạ, chúng ta thường hay biết rằng để lấy tài liệu chúng ta có hai trang, đó là trang ELTOUP. Dạ, đây ạ. Và một trang nữa, thưa các thầy cô, đó là trang phuongnamedu.vn. Và chính xác là trang này, nghe các thầy cô, phuongnamedu.vn là đáp án cuối cùng và đây là đáp án đúng ạ. Xin mời các thầy cô chúng ta cùng theo với lại từng bước, ta sẽ kiểm tra và chúng ta có thể theo dõi cái bước này để chúng ta có thể tải được cái PowerPoint file giống như lesson plan nha các thầy cô. Khi chúng ta click vào trang này thì các thầy cô sẽ thấy được rằng là các thầy cô, đây là giao diện chính của trang. Các thầy cô có thể rê chuột vào một tiếng tiểu, các thầy cô có thấy không ạ? Và các thầy cô chọn Family and Friends National Edition. Khi các thầy cô chọn vào mục này, các thầy cô sẽ rê chuột xuống và các thầy cô sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều tài nguyên trong này. Các thầy cô cứ rê chuột và tìm nhé các thầy cô. Đó là chúng ta sẽ tìm, chúng ta có đầy đủ hết ở trên trang. Và ở đây chúng ta sẽ tìm bài giảng điện tử. Khác với cái lesson plan framework thì ở đây chúng tôi được phân ra theo từng unit, và cái phần fluency time sẽ để rời ra. Như thế này, cũng giống như là cái phần mà culture sẽ để riêng chứ không để chung như là framework. Và khi các thầy cô thấy được file này culture lesson, các thầy cô có thể click vào và các thầy cô cũng thấy đây, cái phần đầu tiên, phần ở dưới này là culture, countries and flocks. Đây là cái phần unit starters. Và ở đây từ unit 1 tới unit 6 chúng ta cũng có đầy đủ. Đó thầy cô. Mình cũng quay lại với lại cái trang PowerPoint của mình nhé. Ở đây mình cũng nhắc lại một lần nữa để các thầy cô có tiện theo dõi trên hình ảnh trên file nha các thầy cô. Đây là trang phuongnamedu.vn. Trên trang của mình đây là màn hình chính các thầy cô, và các thầy cô cũng thấy màn hình chính của mình như thế này. Và các thầy cô sẽ chọn vào phần tiểu học. Các thầy cô có thấy cái dấu phanh không ạ? Và chúng ta chọn Family and Friends National Edition. Khi chúng ta vào được trang này rồi, chúng ta sẽ vào trang tìm các bài giảng điện tử. Và đặc biệt là chúng ta sẽ tìm Culture Lessons. Các thầy cô, khi các thầy cô vào đây thì các thầy cô cũng thấy được rằng chúng ta cũng có. Và bây giờ mình sẽ có một ví dụ cho các thầy cô về Culture for Japan. Mình chỉ trích ra một vài trang của trên PowerPoint file này thôi nha các thầy cô. Màn hình chính đây ạ. Chúng ta đã vào được cái trang PowerPoint rồi. Mời các thầy cô. Đây là đất nước nào đây ạ? Mời các thầy cô chúng ta cùng theo dõi nhé.
Câu hỏi đặt ra cho các bé đây là đất nước nào mà chúng ta dẫn dắt vào cái bài học của ngày hôm nay, đó là Children's Day in Japan. Các thầy cô, mình cũng có nói với thầy cô chúng ta sử dụng three C's, cho nên the first one is the cliff to lead in. Yeah. Và ở đây các thầy cô cũng thấy hình yeah, what are they? Yeah. Đây là những cái hình mà các bé trong ngày Children's Day in Japan, các bạn Nhật Bản vào ngày quốc tế thiếu nhi, vào ngày lễ của trẻ con, thì các bé sẽ phải xếp những cái hình con cá như thế này các thầy cô, và đây là món quà mà các bé sẽ tặng cho người thân. Và kế tới thì các thầy cô cũng thấy là những cái bài được công ty thiết kế rất là về phần giải từ vựng, bird rất là đẹp các thầy cô ha. Flower, frog. Và đây là một cái đoạn phim mà được dùng để kết thúc. Ở đây thì cũng đã cung cấp cho thầy cô biết được rằng là trong ngày lễ Children's Day, các bạn ở Nhật Bản được xem những cái vở kịch về Peach Boy, và các bạn cũng được làm, anh nghĩ các thầy cô cũng thấy các bé xếp những cái mũ của samurai, và các bé cũng được xếp những con cá koi để làm quà tặng cho các bạn. Như vậy thì có một sự khác biệt rõ ràng giữa trẻ con Nhật Bản và trẻ con Việt Nam trong ngày quốc tế thiếu nhi. Nếu như mà ở Việt Nam thì ngày này các bé được ba mẹ nhận cho quà, các bé được đi chơi, thì ở bên Nhật Bản, bên cạnh cái việc được đi chơi thì các bé cũng được xếp hình cá koi, và cái đây là món quà để các bé tặng. Như vậy, văn hóa giữa hai nước có một sự khác biệt là ở Việt Nam mình thì được nhận, còn ở Nhật Bản thì cho. Như vậy chúng ta cũng có thể so sánh được điểm giống nhau và điểm khác nhau để các bé cảm thấy thú vị hơn khi học những cái bài. Thay vì chúng ta chỉ dạy fish, chúng ta chỉ là dạy flowers một cách bình thường. Và các thầy cô cũng sẽ thấy được rằng là bài này được kết thúc bằng một bài, cái đây là chữ C cuối cùng của mình ha các thầy cô ha, Arts and Craft, đó là Origami Tulip. Và cái bài mà xếp hình tulip này các bạn sử dụng lý do là các bé ở lớp 1 trong chương trình, các bé có học xếp thủ công và cũng có sử dụng cái hình này. Đây là một trong những cái bài xếp hình đơn giản nhất, và chúng ta cũng có thể, nếu mà thật sự là mỗi giáo viên của chúng ta hay giáo viên văn, khi chúng ta không được khéo tay, chúng ta cũng có thể tìm ra những đoạn clip mà xếp những cái hình đơn giản để chúng ta đưa vào chúng ta dạy các bé. Thưa các thầy cô, thì bên cạnh cái những cái file về PowerPoint thì công ty Phương Nam cũng có đặt lên những cái giáo án file Word, cho nên các thầy cô cũng có thể tải về. Do là không phải trường nào chúng ta cũng có điều kiện và thuận lợi khi chúng ta sử dụng PowerPoint để dạy. Vậy thì nếu như mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tài liệu nào? Các thầy cô có thể tham khảo những cái giáo án file Word của Sedico để các thầy cô có thêm những ý tưởng mới và khác biệt để chúng ta sử dụng, chúng ta dạy. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các thầy cô một cái bài culture khác. Lúc nãy là bài culture 4 về Japan, thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một bài về culture 6, đó là Bondi Beach in Australia. Các thầy cô thì ở đây các thầy cô cũng sẽ thấy cái tiến trình dạy của một bài culture cũng không khác gì so với những cái bài dạy về từ vựng, về mẫu câu. Ở đây các thầy cô sẽ thấy là mình có phần warm up, có hello song và có class rules. Những cái bước này chúng ta đều phải theo, thưa các thầy cô, là tại vì để keep the rules, và chúng ta cũng tạo cho các bé một cái routine để các bé học. Cho nên bài của chúng ta lúc nào cũng phải bắt đầu bằng greeting students, say hello, remind the class rules, và sau đó để mà review. Thì những cái bài học trước thì các bé đã học rồi. Chính vì vậy ở đây chúng ta sẽ review liên quan đến culture. Thì ở đây có gợi ý là cho các bé chơi game, và trò chơi này được gọi là Whisper. Thì các thầy cô cũng thấy rằng trong bài này thì các tiến trình để chơi được nhắc lại,
để các thầy cô biết được rằng chúng ta sẽ cho các bé chơi như thế nào. Và flashcard cũng đã được hỗ trợ, cho nên chính vì vậy các thầy cô cũng sẽ thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng sẽ rất đơn giản. Yeah. Và ở đây thì có gợi ý với các thầy cô là nếu như được các thầy cô có thể cho các bé xem một cái đoạn clip ở trên YouTube, đó là cái đoạn một bài hát về I am Australian. Và hoặc là các thầy cô có thể sử dụng flashcard về lá cờ của nước Úc để chúng ta giới thiệu dẫn dắt vào bài. Ở đây chúng ta có thể hỏi các bé để gợi mở, đó là chúng ta sử dụng chữ C, communication, để trao đổi với các bé, để các bé phát hiện ra được đây là nước Úc. Và các bé cũng có thể cho thầy cô biết được rằng là ở đây có gì nổi tiếng. Yeah. Thường thì khi mà nhắc đến nước Úc, mọi người hay có một cái sự nhầm lẫn là nhắc về con kangaroo. Nhưng mà thật ra là cái con gấu koala mới là cái con mà đặc trưng của nước Úc đó thầy cô. Cho nên chính vì vậy trong cái bài học này thì trên cái postcard các bé sẽ thấy được hình ảnh con koala. Yeah. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái bài hát về I am Australian ha các thầy cô. Các thầy cô xem thử trong bài hát này có những lá cờ nào và có những gì đặc biệt các thầy cô. Mời các thầy cô lắng nghe nhé. Warrandari kunya garjin manjana nunim kaburunim kabuya sử dụng cái bài hát này thưa các thầy cô, bởi vì đây là cái bài mà có hình ảnh của trẻ con là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các thầy cô cũng thấy hình ảnh và đặc biệt là cái chữ Australian cũng được xuất hiện nhiều. Chính vì vậy chúng ta mặc dù là đố các bé hôm nay chúng ta học về đất nước nào, nhưng mà chúng ta cũng có những cái điểm để chúng ta gợi ý. Thì đố ở đây không phải là bắt bí các bé mà để cho bài học của chúng ta cảm thấy thú vị hơn, được dẫn dắt vô bằng một bài hát thì sẽ tạo được một niềm vui cho các bé. Và khi mà nhìn thấy các bạn nhỏ ở những đất nước khác nhau thì qua đó thì chúng ta cũng sẽ tạo ra được một cái sự friendly cho các bé. Yeah. Và bước kế tiếp thì các thầy cô cũng thấy rồi đó, mặc dù là mình gọi một cái rất là lớn là teaching culture, nhưng mà qua đây các thầy cô cũng thấy các bước dạy được đưa vào cũng không có gì khác biệt. Và chúng ta cũng có những câu hỏi để trao đổi với các bé, để cho các bé thấy được cái sự khác biệt, cái sự giống nhau như thế nào. Đó thì cô ở đây chúng ta cũng có thể là chúng ta thấy được rằng là thầy cô cũng có thấy là where is Dan, what does he do at the beach, để chúng ta dẫn dắt vào. Và chúng ta cũng có đặt ra câu hỏi dành cho các bé ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Việt đối với một số tình huống. Và ở đây thầy cô có thể sử dụng tiếng Việt để hỏi các bé rằng ở Việt Nam mình có những bãi biển nào hay không. Và yeah. In L1 tức là Modern Language, để chúng ta có thể đưa cho các bé và hỏi để các bé có thể liệt kê. Và bài của mình sẽ được cũng được phân ra theo các trình độ below level, rồi at level, above level, và kết thúc cũng bằng một phần, đó là the third C, yeah, art and craft của mình, đó là chúng ta draw and say. Sau khi chúng ta trao đổi thì chúng ta sẽ phát hiện ra được rằng là trẻ con Việt Nam mình đã và đang được đi rất là nhiều bãi biển nha các thầy cô. Thì như vậy chúng ta được kết hợp cho các bé để các bé writing ở phần này. Tại vì ở đây đã là lesson 6, tức là ở cái phần mà cuối, gần cuối năm học rồi, là cuối năm học. Cho nên ở đây mình cũng có thể liệt kê cho các bé để có thể bắt chước ở phía trên. Các bé nói về cái bãi biển Bonny. Thì ở đây chúng ta cũng có thể cho các bé nói về một số cái bãi biển ở Việt Nam. Chính vì vậy chúng ta cũng có gợi ý. Chúng ta cũng có những cái gợi ý như là ở đây các thầy cô cũng thấy this is, rồi the sun is. Chúng ta chỉ cần bỏ vào cái màu sắc thôi các thầy cô. The sea is and the sun is. Các bé có thể sáng tạo để vẽ theo sở thích của mình.
và các bé cung cấp cho các bạn để sau đó mình có những cái hình ảnh cho các bé có thể trao đổi, có thể giới thiệu về bức tranh của mình. Dạ. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau nói về bên cạnh cái phần art and craft, chúng ta cũng sẽ có một số các hoạt động khác hay các thầy cô để chúng ta đưa vào, và đây là một số cái suggestion của mình. Create a passport. Lần trước mình có nói với các thầy cô và hôm nay mình cũng sẽ gợi ý với các thầy cô là chúng ta sẽ làm passport như thế nào. À xin lỗi các thầy cô, là nãy giờ các thầy cô sau khi trao đổi về Tracy, các thầy cô có những thắc mắc gì không ạ? Dạ. Chúng ta có thể nhấn vào chat box để chia sẻ và đặt câu hỏi với Châu nhé. Dạ, mời các thầy cô chúng ta cùng theo dõi cái phần cái create a passport. Dạ. Đây thì các thầy cô, mình làm cho nó thân thiện, try friendly đối với các bé để các bé có thể sử dụng, nhưng mà cũng cần một phần nó chắc chắn và nó có nhiều trang một tí để có thể là các bé có thể ghi vào, có thể vẽ vào và cũng có thể dán sticker vào. Như lần trước mình đã nói là khi mà các bé qua được đi du lịch qua từng unit và sau mỗi unit các bé hoàn tất bài tốt thì chúng ta có thể đóng một cái mộc để chứng nhận rằng con đã vượt qua được nước Nhật, con đã đi qua được nước Úc để chúng ta đóng vào. Yeah. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cho các bé giữ cái quyển này để làm kỷ niệm, và sau đó cuối năm thì các bé sẽ có được một quyển sổ dày và trong đó là hoàn toàn là những tranh ảnh và những ghi chép cá nhân, và chúng ta sẽ thấy được rằng kết quả học tập của các bé đã qua một năm các bé học culture như thế nào. Yeah. Điều thứ hai là map it out. Các thầy cô chúng ta sẽ có đây, mình xin giới thiệu với các thầy cô đây là một số cái mình cũng đao lại từ ở trên trang Google. Thì các thầy cô, đây là những hình ảnh mà mình thấy nó rất là thân thiện với trẻ con, và khi mà bé đi qua được bất kỳ nước nào thì chúng ta cũng có thể cho các tặng sticker để các bé dán vào, các thầy cô cũng thấy đấy ạ. Thì chính vì vậy các bé sẽ thấy thật là thú vị thưa các thầy cô, để các bé bước qua từng đi du lịch khắp nơi. Và nếu như mà chúng ta tặng cho các bé một cái mask như thế này, các bé có thể tìm ra vị trí của đất nước đó và các bé ghi tên vào thì nó sẽ càng thú vị các thầy cô ha. Yeah, get crafty. Và chúng ta cũng có thể cho các bé làm thủ công. Vậy thì thủ công như thế nào ạ? À? Mời các thầy cô chúng ta cùng theo dõi nhé. Các thầy cô thấy đấy, khi mà chúng ta giới thiệu về Việt Nam thì một trong những điều mà làm cho chúng ta tự hào đó là trang phục truyền thống của chúng ta. Thì ở đây giáo viên đã cho các bé trang trí, rồi các bé tô màu dựa theo sở thích của mình. Các thầy cô thấy rằng trẻ con rất là sáng tạo. Chiếc áo dài này rất là đẹp, các thầy cô ha. Yeah. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể hướng dẫn cho các bé là để các bé gấp hình. Yeah. Ở đây thì chắc là các thầy cô cũng... ai cũng trong chúng ta cũng đã từng học qua cái bài học này đúng không thầy cô, là gấp hình con cò. Và nếu mà chúng ta sau mỗi bài học chúng ta đều cho các bé có một số cái sản phẩm này để tạo sự thân thiện cho các bé thì như vậy các bé sẽ cảm thấy rất là thú vị. Yeah. Yeah. Và sau đó thì chúng ta cũng có thể cho các bé tìm cho các bé một cái pen pals để các bé viết thư. Thì ở đây để mình tăng thêm cái kỹ năng viết của các bé, để các bé tự giới thiệu về bản thân, có thể đặt câu hỏi, và sau đó khi mà các bé nhận được lá thư từ các bạn thì các bé sẽ cảm thấy được cái sự thú vị. Yeah. Mình cũng có thể giới thiệu và dạy cho các bé một vài cách để các bé biết được là khi gặp nhau chúng ta ở mỗi ngôn ngữ thì chúng ta sẽ chào hỏi như thế nào. Yeah. Ví dụ giống như là của tiếng Pháp thì mình là bonjour, còn của tiếng Hoa mình là ni hao. Yeah. Thì ở đây nếu như mà được chúng ta cho các bé nghe một số ví dụ như mình ngại hoặc là mình sợ là mình nói chưa có được chuẩn thầy cô, thì chúng ta cũng có thể mở một vài cái đoạn để giúp các bé nghe cái tiếng ngoài thì các bé cảm thấy thú vị hơn. Yeah. Nhắc lại với các thầy cô về cái tip thi dạy culture là chúng ta có 3C. The first one is clip. The second one is communication, and the class one is craft. Clip ở đây không phải chỉ là những cái video clip khi về
những hình ảnh của một đất nước, mà ở cái clip này cũng có thể là một cái bài hát, có thể sử dụng đúng cái ngôn ngữ của đất nước đó để các bé nghe và cảm thấy thú vị. Một trong những cái cách mà chúng ta dẫn dắt vào bài học thú vị nhất đó là chúng ta đưa bài hát vào, các thầy cô, để chúng ta tạo nên một cái ngữ cảnh, mà ngữ cảnh này hoàn toàn rất là child friendly đối với trẻ con. Cái thứ hai nữa thì chúng ta sử dụng đó là communication, cho các bé một cơ hội để các bé được trao đổi nhiều ý kiến, và các bé trao đổi với bạn bè, được có cơ hội để trao đổi với thầy cô để cùng khám phá ra được compare, để tìm ra được cái điểm giống nhau và cái điểm khác nhau giữa văn hóa của nước bạn và nước mình, để qua đó các bé thấy được rằng cái nét đẹp văn hóa, và các bé sẽ thấy rằng mặc dù địa lý của chúng ta là cách xa nhưng chúng ta cũng có những điểm chung. Các thầy cô biết được rằng là khi mà chúng ta có cơ hội để giao tiếp thì cái chủ đề để mà chúng ta nói đó là điều quan trọng nhất. Ở đây khi chúng ta có được một cái chủ đề về văn hóa và chúng ta cho các bé cơ hội để các bé trao đổi, thì như vậy giờ học của chúng ta sẽ sinh động hơn rất nhiều. Và cuối cùng đó là craft. Đây là cái phần mà sản phẩm các bé được mang về. Nếu như mà thật sự ra thì sau mỗi tiết đều có một sản phẩm thì cũng hơi khó. Nhưng mà sau mỗi bài học thì mình có một cái sản phẩm cho các bé, thì như vậy sẽ càng thú vị, các thầy cô. Mặc dù là chúng ta cũng phải đầu tư một tí xíu, nhưng mà các thầy cô cũng thấy đó, công ty Serifco từ bài soạn trên Firework cũng như bài soạn trên trang PowerPoint đều có những gợi ý để các thầy cô có thể sử dụng. Dĩ nhiên rằng mỗi thầy cô của chúng ta sẽ có một thế mạnh khác nhau, cho nên thông qua những gợi ý đó, các thầy cô có thể chọn lựa để phù hợp với khả năng của mỗi người. Trước khi chúng ta cùng nhau xem một đoạn clip, thì các thầy cô có thắc mắc gì về cách dạy culture và các thầy cô đang cần hỗ trợ gì không ạ? Thì các thầy cô có thể nhấn vào chat box để báo với lại, để trao đổi với lại Châu, và chúng ta cùng nhau chia sẻ ha các thầy cô. Bây giờ mình sẽ dành cho các thầy cô một phút để các thầy cô gõ vào chat box nếu các thầy cô cần sự hỗ trợ, và chúng ta cũng gặp những khó khăn là khi chúng ta download những cái file PowerPoint hay Firework về, chúng ta gặp những khó khăn gì, hoặc là các thầy cô cần chia sẻ những cái niềm vui khi các thầy cô dạy culture cho các bé như thế nào, các thầy cô cũng có thể nhấn vào chia sẻ Dạ mời các thầy cô ạ. Mình có một phút bắt đầu nha các thầy cô. Mình không thấy các thầy cô có những cái mình không thấy các thầy cô có những câu chia sẻ ở trên này. Và như vậy là rõ ràng là các thầy cô không muốn gặp khó khăn trong việc dạy culture ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem đoạn clip này nhé. Các thầy cô xem và các thầy cô cũng chia sẻ với mình xem là các thầy cô có thể ứng dụng cái bài này trong việc dạy dạy cái phần nào nhé. Country.
đây chúng tôi cũng gửi đến các thầy cô những cái thông tin để các thầy cô có thể liên lạc và chia sẻ nếu như các thầy cô gặp những khó khăn trong việc giảng dạy, và cũng giống như là nếu các thầy cô có những sáng kiến trong việc sử dụng bộ sách Family and Friends cũng như bộ tiếng Anh 1, các thầy cô có thể gửi về để cùng chia sẻ nhé các thầy cô. Vừa rồi các thầy cô cũng vừa xem được một cái clip mà giới thiệu về Close Around the Waist. Các thầy cô cũng thấy rằng là mình chọn cái lựa cái clip này lý do là vì cái trong cái đoạn clip các thầy cô cũng thấy cái trang phục của Việt Nam mình được xuất hiện rất là trang trọng đó thầy cô ha. Thì như vậy khi mà chúng ta chọn lựa một cái clip để đưa lên giới thiệu với học trò thì chúng ta cũng cần suy nghĩ đến lứa tuổi của các bé là điều thứ nhất. Cái thứ hai là cái ý nghĩa của cái đoạn clip đó. Và bên cạnh đó, nếu như mà cái đoạn clip của mình và cái bài hát của mình có phụ đề thì nó sẽ càng tốt hơn rất là nhiều. Dạ, thưa các thầy cô là các thầy cô có thể gợi ý và cũng có thể chia sẻ với lại mọi người về những cái khó khăn trong việc giảng dạy. Mình cũng đã từng nói với các thầy cô là cái việc mà chúng ta chia sẻ đối với các bé và chúng ta cho các bé được cơ hội để trao đổi với nhau, đó là cái mục đích cuối cùng của cái việc dạy culture. Để khi các bé gặp được những cái bạn nước ngoài, các bé không quá lo lắng và không quá ngại để chia sẻ và trao đổi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cung cấp cho các bé những cái topic để các bé thấy rằng các bé đủ tự tin để các bé nói chuyện. Khi mà mình có những cơ hội với các thầy cô, khi chúng ta đón đoàn để đến để tham quan và để học hỏi về kinh nghiệm giảng dạy từ các nước khác nhau, thì ở đây chúng ta cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng ta chuẩn bị cho học trò của mình khi các bé có cơ hội để được trao đổi và được giao tiếp với các bạn người nước ngoài. Như các thầy cô là bây giờ chúng ta cũng có thể mở lại chat box để chúng ta trao đổi với nhau để tìm ra xem là chúng ta có những thắc mắc gì không ha các thầy cô ha. Mình hình như là mình cũng đang gặp trên máy của mình cũng nãy giờ mình cũng không có vào được cái chat box của các thầy cô. Dạ các thầy cô, nãy giờ các thầy cô cũng đã nghe và được trao đổi. Dạ, ok. Các bạn ở công ty Sedico, các bạn đã ghi nhận lại số điện thoại của cô Trang Âu rồi đúng không ạ? Các bạn có thể cảm ơn cô Trang Âu rất là nhiều đã tham gia và trả lời chính xác câu hỏi cô Trang Âu. Và bây giờ thì các thầy cô có thể trao đổi và chia sẻ các thầy cô đang gặp những cái khó khăn gì trong việc dạy để chúng ta cùng nhau gỡ rối ha các thầy cô. Như vậy thì những cái clip bên cạnh là các thầy cô có thể tìm trực tiếp trên trang YouTube, các thầy cô cũng có thể vào những cái bài giảng, những cái bài file, lesson plan, file work và cũng giống như là PowerPoint để các thầy cô có thể lấy những cái clip đó về để chúng ta cho trẻ con, các bạn học sinh trong lớp mình xem. Thì những cái trang, những cái bài, những đa số là những hình ảnh mà để trên dành cho học sinh lớp 1 thì đều có những cái chữ phụ đề và đơn giản thôi ạ. Và nếu mà các thầy cô tìm những bài hát thì như các thầy cô cũng thấy nãy giờ một số bài hát của mình thì từ trang Pinpoint, và các thầy cô cũng có thể tìm trên trang là Simple English để các thầy cô sử dụng. Phần trao đổi của mình đến đây là cũng gần sắp kết thúc rồi ạ. Cho nên là các thầy cô có thể chia sẻ và đưa thêm một số gợi ý để các bạn có thể tham gia, để chúng ta trao đổi và cùng nhau chia sẻ. Và các thầy cô có gặp khó khăn gì trong việc tải các bài hát này kia không ạ? Nếu mà có thì các thầy cô cũng có thể đưa ra và chúng ta cũng có thể hướng dẫn. Ở đây chúng tôi cũng có thể hướng dẫn các thầy cô cách mà chúng ta tải xuống một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Vậy cũng khẳng định lại với các thầy cô một lần nữa là trang web của chúng ta, bên cạnh trang Sadico, chúng ta vào đây và chúng ta có thể tìm những cái đường link mà các bạn đã đưa lên để chúng ta trên trang Facebook của các thầy cô, thì chúng ta có thể click vào trực tiếp để chúng ta tải tài liệu. Bên cạnh đó thì các thầy cô cũng có thể vào trang phuongnamedu.com để chúng ta vào được trực tiếp tìm trên phần của tiểu học
và sách Family and Friends National Edition để chúng ta tải trực tiếp của lớp 1 của thầy cô H. Dạ, nếu mà các thầy cô không có trao đổi gì thêm thì mình cũng xin kết thúc cái buổi sáng của mình hôm nay tại đây nha các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Nếu các thầy cô có vẫn có những cái thắc mắc thì các thầy cô có thể gửi vào chat box ngay lập tức ha. Còn nếu không thì chúng ta trong vòng một phút nữa chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sinh hoạt sáng nay. Dạ, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Yeah.